Chào chị Thu Mỹ. Thì mấy năm rồi ban trị sự định có liên hệ mời chị về nhưng mà chị không có về được. Thì hôm nay năm nay là sự định đã mời chị về đây thì đại lễ kiên năm 2024. Thì bà con ở đây rất là hân hoan. Nhưng mà chị về đây cảm xúc của chị cảm thấy năm nay so với mỗi năm là như thế nào chị? Trước hết thì chị Mỹ chào Khôi, Lý Khôi. Và chào tất cả bà con cô bác. Kính chào ban trị sự của đình Vĩnh Mỹ. Thật sự năm nay Thọ Mỹ rất là hạnh phúc, rất là vui khi trở về đây để mà dự lễ kỳ yên 2024. Thì phải nói là năm nay Mỹ về có nhiều cái làm cho Mỹ quá bất ngờ luôn. Bất ngờ thứ nhất là đi từ ngoài đường đi vô, năm nay là bà con rất là vui tươi, rất là hớn hở. Mình cảm nhận được là bà con năm nay làm ăn trúng mùa hay sao á. Nhưng mà khi Mỹ hỏi lại thì bà con nói năm nay là vui lắm, nhờ đình ông, đình thần, ông giúp cho bà con làm ăn phát đạt, trúng mùa, trúng lúa, được giá luôn nữa. Rồi làm tôm thì trúng tôm đó, làm gì trúng nấy. Đó, mà hiện tại bây giờ là Mỹ đang đứng đây nè, có mấy nhà yến ở đây, rồi yến kêu rộp trời hết trơn. Thì thấy rõ ràng là bà con năm nay là sung túc lắm. Và bước vô tới đình thì thêm một cái bất ngờ nữa là năm nay ban hội đình, ban trị sự kêu bằng là trang trí hội đình rất là rực rỡ, rất là đẹp, hoành tráng, thiệt là hoành tráng luôn, ngoài sức tưởng tượng của chị nha. Về thấy rồng bay ở trên nóc đình ha. Rồi bà con thì phải nói là quá trời đông luôn, chen chân đi không lọt luôn á. Cái bằng là muốn đi vô trong cũng rất là vất vả. Cho nên là Mỹ cảm thấy Mỹ hạnh phúc chung cùng với bà con, có được một cái sự sung túc làm ăn được thành đạt như vậy. Thì mình thấy cái sự vui tươi và hạnh phúc của bà con vậy, mình cũng cảm thấy mình vui lây nữa. Thọ Mỹ không biết nói gì hơn á, là cảm ơn ông thần đình, thần hoàng bổn cảnh tại đình Vĩnh Mỹ, ông đã giúp cho bà con cô bác như thế này. Và mong rằng trong năm nay và năm tới nữa, năm nào ông cũng thương bà con, ông giúp cho bà con làm ăn phát đạt, gia đình thì hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm đâu thắng đó. Nhất là phải được mùa nè, được mùa rồi nhưng mà phải được giá nữa, phải không em? Đó, chứ được mùa mà mình không bán được cũng kẹt lắm. Nhưng mà năm nay là ông cho được mùa được giá luôn. Con xin thay mặt bà con cô bác cũng tạ lễ ông, cảm ơn ông rất nhiều. Và cảm ơn ban trị sự cũng như là quý mạnh thường quân, như là em Lý Khôi đây cũng là một trong những mạnh thường quân của ban hội đình, đã trợ duyên để cho ban hội đình có thể mà có cái kinh phí để mà làm cho cái lễ hội kỳ yên của mình nó hoành tráng hơn. Và mời các anh em nghệ sĩ về để có dịp về đây cúng ông và sau đó là đem lời ca tiếng hát của mình để phục vụ cho bà con cô bác. Dạ. Theo em được biết á, thì đêm hôm qua chị hát đêm 19 á, thì là khán giả ở đây rất vui, rất hân hoan, người ta hâm mộ chị nhiều lắm. Thì người ta cũng có nói với em và ban tổ chức á, năm sau cố gắng sao mà mời được Thọ Mỹ về đêm 18 á, hát để cho Thọ Mỹ trao những cái phần quà cho những người nghèo trong cái chương trình của lễ hội đó. Thì chị thấy sao? Thật sự ra là Thọ Mỹ cũng mới nghe bà con nói là năm nay ban trị sự và nhất là em là Lý Khôi đã đưa ra nhiều cái chương trình rất là đặc biệt. Đặc biệt nhất là làm một cái chương trình hát, đem lời ca tiếng hát của mình hát, rồi được thưởng, cái số tiền thưởng đó lại cho tiếp những bà con nghèo, những các em học sinh mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đó là một việc làm rất là ý nghĩa và nhân văn. Thoại Mỹ có xem được sơ sơ qua cái clip của các bạn á, đưa cũng rất là xúc động. Phải nói là không dễ gì mà làm được trong cái buổi lễ kỳ yên á, là nó rất là nhiều chương trình, rồi nào là xây chầu, rồi làm đủ thứ hết trơn, rồi đêm diễn, mà còn làm thêm được những cái chương trình này nữa rất là hay. Rồi ban ngày đó thì làm thêm là bắt dịch đập niêu để cho người khó khăn nhận quà. Đó là những cái số tiền đó là để cho bà con được những cái số tiền đó, mặc dù đó nó không phải là một cái số tiền lớn lắm, nhưng
đó cũng là một cái niềm khích lệ, cũng có thể giúp đỡ cho bà con trang trải được một chút xíu trong phần cuộc sống của mình. Đó, chị Mỹ cảm ơn em cũng như là cảm ơn ban hội đình đã có những chương trình này, và mong rằng cái chương trình này sẽ được duy trì hoài để cho bà con mình được chia sẻ một chút niềm bất hạnh của những gia đình khó khăn. Dạ, dạ. Đặc biệt là Thợ Mỹ cảm ơn bà con rất nhiều, bà con luôn thương yêu Thợ Mỹ. Mặc dù là mấy năm rồi Thợ Mỹ không trở về, nhưng lần này trở về thì được bà con rất là thương. Người thì nhéo, người thì ngắt, người thì hung, người thì ôm. Cái đó là niềm hạnh phúc của không chỉ của Mỹ mà tất cả anh chị em nghệ sĩ. Được bà con cô bác thương mến như vậy là hạnh phúc lắm. Thợ Mỹ sẽ cố gắng làm cái gì đó tốt nhất để mà phục vụ cho bà con cô bác, để cái tình yêu thương của bà con cô bác cũng như là cái tên Thợ Mỹ được ở trong lòng của bà con cô bác mãi mãi. Trước khi dứt lời thì Thợ Mỹ thương chúc tất cả cô chú, anh chị trong ban trị sự hội đình, quý mạnh thường quân cùng tất cả quý vị khán giả, bà con cô bác được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn được mùa được giá, phát tài phát lộc.